bị ngoài trong tổn thương về da thì mình sẽ đến phát hiện ra những tổn thương ở những cơ quan khác. Mặc dù người ta thấy là tổn thương khớp là nhiều lắm và lúc đó người ta sẽ gọi là viêm khớp vậy nên đúng không nào? Thế nên mình sẽ nói cẩn thận nhiều hơn về vấn đề đó. Rồi người ta thấy là cái việc mà phát triển bệnh vậy nên nó là cái yếu tố cộng của những yếu tố di truyền, những yếu tố tương tác với cái môi trường. Ví dụ như một người có cái gen đột biến dễ dẫn đến mắc bệnh vậy nên, nhưng mà cái người đó ở trong một cái môi trường mà không có nhiều yếu tố thuận lợi, ví dụ như không có bị nhiễm trùng, không bị stress, không hút thuốc lá thì có thể cái đó sẽ làm cho cái người đó không biểu hiện ra cái kiểu hình là bị bệnh. Được chưa nào? Tuy nhiên ngược lại có một số người không có một cái biểu hiện liên quan đến di truyền nhưng mà lại mắc bệnh là bởi vì sao? Bởi vì trong cái quá trình sinh sống của người đó có một số yếu tố môi trường nó kích hoạt nó làm thay đổi cái điều kiện. Ok không? À rồi. Cái mức độ nặng của bệnh diễn tiến từng những cái thay đổi ra từng cá thể, người ta thấy là có những bệnh nhân cả đời họ chỉ bị bệnh ngoài da, có nghĩa là bệnh nên thể da đơn thuần không bao giờ bị bệnh khớp cả. Nhưng mà có một số bệnh nhân thì sao, da rất là ít nhưng mà toàn bộ là thương khớp, được không nào? Ha, cho nên là cái diễn biến nó khác nhau ở nhiều cá thể, nhiều thể bệnh. Mặc dù người ta thấy các thể bệnh lâm sàng phổ biến bao gồm ba loại, thứ nhất là bệnh nên hoãn hay còn gọi là bệnh nên mãn tính. Mãn ở đây có nghĩa là sao? Có thể hiểu là có nghĩa là nó tự mãn khác nhau từ da. Còn mãn tính có nghĩa là sao? Là biểu hiện da mà nó dai dặn, cho nên người ta gọi là mãn tính, mãn tính hoặc là bệnh tính mãn. Được chưa? Đây là cái dạng thể lâm sàng thường gặp nhất. Được chưa nào? Rồi thứ hai là bệnh tính mủ. Đã gọi là bệnh tính mủ có nghĩa là sao? Là trên cái mặt phải trên đó hoặc là phải chứ không có phải một mặt gì cả, nó chỉ khác tay về mủ thôi. Kiểm không? Và cái dạng thứ ba đó là thể nhiễm khớp, là gì đã nói. Được chưa nào? Vậy thì trên lâm sàng những cái thể này nó liên kết khá chung với nhau, nó có thể kết hợp trên một người. Được chưa nào? Có nghĩa là một cá thể có thể là cùng có bệnh nên mãn, nên bệnh nên mãn nó có bệnh cũ, rồi người đó có thể có đau khớp nhẹ theo luôn. Có nghĩa là bệnh nên nó là một cái bệnh thể không phải nó có thể biểu hiện bằng nhiều cơ quan. Chưa? Vậy thì nhớ được ở đây chưa? Rồi. Từ trước đến nay người ta phân loại bệnh nến dựa theo rất là nhiều cái dạng khác nhau, ví dụ như là dựa theo hình thái hoặc là diễn tiến bệnh, người ta có bệnh nến mãn, người ta có bệnh nến cấp tính, bệnh nến tạo da thành hơn, bệnh nến mủ, các dạng không điển hình. Có một số dạng mà là theo yếu tố khởi phát, ví dụ như là bệnh nến ở các dạng sáng mặt trời chẳng hạn ha, hoặc là bệnh nến ở một số vị trí đặc biệt, ví dụ chỉ có ở giàu thôi mà không có nhiều chỗ khác thì người ta gọi là bệnh nến giàu. Chỉ có vùng nếp kẽ thôi mà không có vùng khác thì gọi là vùng nếp. Được chưa nào? Rồi tại sao nó lại có những cái tên gọi theo những cái vị trí đặc biệt như vậy? Là bởi vì những cái vùng đó đòi hỏi những cái tiếp cận và điều trị khác nhau. Được chưa nào? Người ta thấy những người ví dụ như bệnh nên da đầu, bệnh nên nang lông, bệnh nên vùng tiết bã, bệnh nên nếp, bệnh nên sinh dục, bệnh nên lòng bàn tay, lòng bàn chân, bệnh nên móng, bệnh nên có sang hương niêm mạc và sang hương mắt là những dạng bệnh nên kém các ứng với điều trị. Thế nào? Hai cho nên người ta mới thấy là những cái dạng này nếu bệnh nhân mắc phải thì người ta có một cái tình trạng riêng như vậy. Rồi em thấy không, một cái bệnh mà tần suất của nó khoảng 1-2% dân số thì em nghĩ nó nhiều không? Nhiều chứ, 100 người mà tới 1-2 người ha, ở Việt Nam tần suất nó tương tự. Được chưa nào? Ha, rồi chủng tộc, tất cả các chủng tộc đều bị, tuy nhiên người da trắng bị nhiều hơn. Tuổi khởi phát thường có hai định tuổi, một định tuổi là khởi phát sớm và một định tuổi là khởi phát muộn. Thì sớm là sao? Sớm là nó xung quanh 20 tuổi, muộn là nó xung quanh khoảng 55-60 tuổi. Cho nên còn người ta thấy là những cái định tuổi nào khởi phát càng sớm thì yếu tố di truyền nó phải còn mạnh hơn, hiểu không? Còn nếu mà trễ già cái mắc bệnh thì có nghĩa là tỷ là do yếu tố môi trường không nặng rồi. Và người ta thấy là cái diễn tiến giữa nam với nữ nó có những cái khác biệt đặc thù. Ví dụ như là ở nam thì thường là diễn tiến nó phức tạp hơn, gây ra đối với điều trị hơn. Lý do là sao? Thì nam thường có những cái lối sống không được lành mạnh như nữ. Ví dụ như họ uống thuốc này, uống rượu bia này, ha. Rồi họ không có kiêng nghe, không có giữ gìn giữa nội giới nha. Cho nên là cái diễn tiến bệnh của họ nó cũng kém đáp ứng hơn. Rồi đây là cái con đường sinh bệnh học của cái bệnh nên thì em sẽ thấy là cái da nó luôn đỏ và nó chóc vẩy rất là nhiều, đó là cái đặc điểm lâm sàng đặc trưng nhất của bệnh nên. Thì lý do tại sao cái
lòng từ từ nó tạo sản như vậy. Thì hồi trước bây giờ mình học về cái vấn đề gọi là cái sinh học của cái lớp cái lòng từ từ thì em thấy là từ cái lớp tấy lên lớp trên cùng thì nó cần bao nhiêu ngày để nó lưu chuyển. Thông thường là phải tốn khoảng 4 đến 5 tuần đúng không? Đúng không ạ? Hai có nghĩa là từ cái lớp tấy lên lớp trên cùng để hóa thành cái tế bào sinh đó thì nó phải 4 tuần. À, tuy nhiên trong vậy đến cái chu trình đó bị rút ngắn lại chỉ có khoảng 2-3 ngày thôi là cái lớp tế bào đáy nó đã di chuyển lên trên rồi. Có nghĩa là sao? Nó tăng sinh liên tục tế bào đáy và tế bào sử dụng. Được không ạ? À, nó sử dụng hết tất cả các kho dự trữ năng lượng và protein trong cơ thể để nó tạo gì? Để nó tạo tế bào mới, nó cứ đẩy liên tục lên như vậy. Thì chị nói không? À, cho nên là trong vậy đến nó có hiện tượng tăng sản thượng vị. Và vì sao nó tăng sản thượng vị? Thì ở đây chúng ta có một số yếu tố. Ví dụ em nhìn trên góc bên trái mặt từ 1 giờ sẽ thấy những yếu tố như gen, yếu tố môi trường, stress, yếu tố khởi phát. Ha, à, em có thể nhìn thấy ở đó người ta vẽ hệ thống cái chi phối này, vi trùng này, thuốc này. Ha, à, đây là những yếu tố trong cái sinh hoạt môi trường mà có khả năng tương tác với yếu tố gen để dẫn đến cái tình trạng gọi là stress cho các tế bào sừng. Được chưa? À, và các tế bào sừng đây sao? Nó tiết ra những hóa chất trung gian, ví dụ như TNF-alpha, interleukin-1-beta, interleukin-6 và TGF-beta. Những cái hóa chất trung gian này nó làm cho cái tế bào tua, là cái tế bào miễn dịch ở trong cái lớp thượng vị. Tua có nghĩa là sao? Nó có nhiều chân đúng không? À, thì những cái tế bào tua này nó cư ngụ tại cái thượng vị đó để làm cái vai trò gì? Bảo vệ hàng rào phòng tuyến đầu tiên của cơ thể mình khi mà tiếp xúc với thượng vị là những tế bào tua này, đúng không nè? À, nó kích hoạt cái tế bào tua này sản xuất ra interleukin 23. Thế trên này, interleukin 23 là gì? Kích thích cái TH17, cái chữ H có nghĩa là helper, có nghĩa là T helper. Được chưa? À, và cái những cái tế bào T helper 17 này nó tiếp tục tiết ra interleukin 17 và TNF alpha. Và đây là những cái cytokine mà nó kích thích sự tăng trưởng. Được chưa nào? Ha, vậy thì em nhớ như chị ba cái quan trọng nhất đó là gì? Yếu tố gen, yếu tố môi trường, stress, yếu tố khởi phát gây stress lên tế bào sừng. Được chưa nào? Và cái trục quan trọng nhất mà tụi em cần phải nhớ đó là gì? Là trục TNF alpha, interleukin 23 và interleukin 17. Đây là ba cái mà tụi em cần phải nhớ. Tại vì sao? Tại vì tất cả những cái phương pháp điều trị tân tiến nhất, hiệu quả nhất để điều trị bệnh nên bây giờ người ta sử dụng cái chế phẩm tốt chế sinh học và khóa lại ba cái interleukin chính này, đó chính là interleukin 17 23 với lại đây là ba cái cytokine quan trọng nhất trong cái sinh bệnh học ha. Đây là một phần trọng của bộ vật lý. Em kịp tới đây không? Về cái sinh bệnh học này nó lộ ra yếu tố di truyền ha, yếu tố gen nhé. Có nghĩa là sao? Nếu ba và mẹ đều có bệnh hết thì một người chỉ sinh ra có khoảng 4% nguy cơ mắc bệnh. Được chưa nào? Nhưng mà nếu cha hoặc mẹ bị bệnh thì 28% nguy cơ mắc bệnh. Nếu cha và mẹ cùng bệnh thì nguy cơ 65% mắc bệnh. Tại sao em phải biết con số này để em tư vấn cho bệnh nhân? Đúng không nào? Cho nên là bệnh nhân có bệnh vậy nên hay không có bắt người ta là phải sống cả đời được không? Người ta có quyền lấy vợ lấy chồng, người ta có quyền sanh con nha, nhưng người ta phải biết là gì, nếu lỡ mình có bệnh rồi thì đáng tiếc người ta không bệnh, đúng không nè? À, để mình sanh con ra cái nguy cơ bị bệnh đó rất ít đi. Thì chị nói không à, rồi ví dụ như một cái cô lấy chồng rồi bây giờ bị có đứa con mà lỡ phát hiện bị nên cũng lo chứ, cũng lo cái đẻ con nó có bệnh không, đúng không nè? Thay vì mình dựa đây mình có thể đứng chừng được cái nguy cơ có thể giải thích cái việc này, đúng không nè? Ha, rồi và đại diện đã nói rồi, vậy nếu là tương tác giữa gen và cái con môi trường thì những cái gen nào thì tại vì cái nhãn đường nó hơi sáng các bạn không nhìn thấy, đây là tất cả bạn mấy chục cái gen mà người ta thấy là nó có liên quan đến bệnh phát bệnh đến ha. Bây giờ quá về học là nha. Rồi, trong đó cái công môi trường quan trọng nhất mà người ta hay thường nói đến là gì? Là nhiễm trùng. À, thì người ta thấy cái nhiễm trùng do Streptococcus là nguyên nhân khởi phát một cái đáp ứng miễn dịch bất thường và nó dẫn đến một cái tình trạng bệnh nhân giòn hoặc là bệnh nhân mãn. Thì bệnh nhân mãn này người ta nói là tên của nó là gì? Là bệnh nhân mãn hoặc bệnh nhân mãn tính, đúng không? Còn
giọt là sao? Giọt có nghĩa là thay vì cái sang hơn của nó là to thì bây giờ nó rất là nhỏ, nó giống như giọt mưa rơi vậy đó ha. Thì người ta gọi đó là cái thể bệnh đến cấp tính, và thường đa số trong trường hợp cấp tính thì sao là do nhiễm trùng, cho nên điều trị bệnh đến giọt luôn luôn có kháng sinh kèm theo. Theo kể tới đây ha. Rồi, người ta thấy một số trường hợp bệnh nhân nhiễm HIV và HIV nó cũng làm tăng cái khả năng nó xuất hiện bệnh đến trên một bệnh nhân mà bị rối loạn miễn dịch ha. Rồi, một số thuốc lưu ý khi một bệnh nhân có các thai ngoài da, bất kể các thai dạng gì, em đều phải kiểm tra tất cả những thuốc bệnh nhân đang dùng, tại vì có rất nhiều loại thuốc gây các thai ngoài da và các thai dạng ngoại tuyến là một trong những cái loại mà có khả năng gây ra thuốc. Vậy em nhìn đi, tất cả những cái này nó khá là dễ gặp trong cái hành lang sàng, ví dụ như cái cuối nha ha, ví dụ như là người ta có cơ điều trị tăng huyết áp, NSAID giảm đau, đúng không? Cũng chế men chuyển điều trị tăng huyết áp, đúng không nào? Ha, cho nên là phải để ý cái đó. Lạm dụng rượu thì nó sẽ làm cho bệnh nhân tăng nguy cơ trầm cảm, lo lắng, tăng nguy cơ tim mạch ha. Và thường là sao? Người ta nghiện rượu thì người ta sẽ sao? Thường hay kiểm tra những thói quen xấu khác, ví dụ như là gì? Uống rượu, mà người ta thấy là nghiện rượu thì làm cho rối loạn chuyển hóa, nguy cơ trầm cảm, rối loạn tâm thần nhiều hơn. Nhưng mà hút lá lại là một trong những nguy cơ, là một trong những cái nguyên nhân tại vì khởi phát bệnh. Hồi nãy trong cái hình tròn đó có thấy là để đi hút không? Ha, thì hút lá là một trong những cái thói quen có khả năng khởi phát một cái tiểu hình bệnh đến trên một cái người có cái gen phòng bệnh. Thế thì không? Ha, cho nên trong cái điều trị bệnh đến này thì mình sẽ khuyên bệnh nhân sao? Giảm số lượng thuốc hút mỗi ngày bớt đi, đừng có hút nhiều quá ha, và tiến tới bỏ thuốc cực kỳ tốt, đừng có làm ha. Mày chỉ cứ theo mà bỏ được rồi ha. Rồi, stress tâm lý, có một số người thì sao? Tự nhiên đang làm tự nhiên mất người thân, mất việc ha, căng thẳng lo lắng, tự nhiên là khác. Chờ, hoặc là vì đó bệnh nhân đang có bệnh nhân đang điều trị đặc hiệu rất ổn định, tự nhiên stress mất ngủ vài hôm nó lên trở lại. Hôm nào ha, còn stress ánh sáng mặt trời, chấn thương gây ra tình trạng đó là gì, tổn thương thượng bì, nó giống như một cái stress thượng bì đó, thì nó sẽ xuất hiện ngay trên cái vùng đó. Ví dụ như bệnh nhân té xe thì những cái chỗ đó nó nổi cái nặng bệnh nhân lên, đúng không ha? Bệnh nhân bị không cung dùng đốt hoặc bụng nổi lên ha, thì người ta gọi đó là cái hiện tượng Koffner, có nghĩa là xuất hiện sang hơn trên vùng da bị sang chấn, được chưa? Rồi đây là một cái hình của một bệnh nhân mà phát ban do bệnh đến do ánh sáng mặt trời, có nghĩa là bệnh nhân này có mặt một cái áo ba lỗ, xong rồi bị phơi nắng ha, là tất cả những cái vùng nào mà không thể nào không mặc áo là không có bị như vậy ha. Rồi trong cái mô hình sinh học này đã nói rồi nhé. Rồi về mô bệnh học thì mô bệnh học thì ở đây thì nó sơ sơ thôi ha, thì cái này để chỉ là cái gì, cái ranh giới màng đáy giữa thượng bì và cái lớp bì, thì em thấy sao, thì cái lớp thượng bì nó sao, nó dày hơn ha, và cái màng thượng bì nó kéo dài hơn, đúng không nào ha. Và người ta thấy là cái lớp sừng ở phía trên này khi mà nó đẩy lên liên tục như vậy thì sao, nó không kịp bong ra và nó sẽ làm cái lớp vảy bệnh nhân càng dày, hiểu nào ha. Thì đây là cái hình ảnh vi thể của bệnh nhân. Thì đặc điểm lâm sàng của nó thì đối với so với chàng thì bệnh nến nó có ngứa chứ không phải không có ngứa, nhưng nó không nổi bật nha. Có một số người ngứa, một số người trung bình, nhưng mà so với chàng thì nó không ngứa bằng chàng ha. Rồi đây mô tả một cái sang hương của bệnh nến, nó là gì? Đây là một cái mảng hồng ban. Mảng là gì? Mảng là một sang hương nhô lên khỏi mặt da, đúng không? Đây nữa đặt, đúng không? Nhô lên khỏi mặt da mà phải đặt hả? Một thứ dịch đó là cái thứ khác rồi, đúng không nè? Nhô lên khỏi mặt da, đặt. Và cái thứ sao? Nó bao nhiêu? Học xem cơ bản chưa? Rồi, lớn hơn 1cm nha. Được chưa nào? Ha, rồi. Và đặc điểm của mảng vẩy nến là gì? Là một cái mảng hồng ban giới hạn rất rõ. Có nghĩa là sao? Là nếu như em một cái bút đẹp có thể vẽ được cái giới hạn của mảng vẩy nến đó.
được chưa nào? À, rồi những cái mảng đó thì đặc điểm của nó là cái màu hồng của nó là màu hồng tươi, màu đỏ tươi, và trên bề mặt của nó là gì? Là vảy trắng tróc, và cái màu của cái mảng đó là màu trắng như sạc cừ, à, trắng và trắng ánh như sạc cừ vậy đó nha. Ngoài trừ trong những trường hợp bệnh nhân đã mang thuốc rồi thì cái vảy nó mất thôi, chứ bình thường cái vảy của nó hay dày như vậy. Thì chị nói không? Ha. Và những cái xen hương ở gần nhau, ví dụ như đây là các bạn nhỏ, một bạn nhỏ, một bạn nhỏ, và những cái xen hương ở gần nhau khi nó hợp lại với nhau thì nó thành nhiên thành một cái mảng to với một cái bờ đa cung. Theo kịp không? Vậy thì người ta mô tả một cái xen hương vậy đến là gì? Là một cái mảng hồng ban giới hạn rất rõ, màu đỏ tươi, trên bề mặt có gì? Có vảy trắng, dễ tróc, màu trắng biên sắc đường. Đúng không nè? Ha. Và những cái xen hương gần nhau sắp xếp sao? Rời rạc hoặc là có thể cộng lại để tạo thành cái mảng lớn với cái viền đa cung. Các bạn rõ không? Hiểu không? À, rồi. Cái xen hương của bệnh nhân nó rất khô, nó khát chạm, nó không bao giờ có mụn nước, nó cũng không bao giờ có thêm ngay với vết mụn nước là những cái vết cào gãi hết. Theo kịp không? À, nó khát chạm đó là gì? Rồi, đây là một cái hiện tượng cốt đơn, đây là hiện tượng cốt đơn bệnh nhân đeo đồng hồ. À, cái cỏ xét những cái vi chứng thường nó làm cho bị xuất hiện những cái sang hương mới. À, rồi đây là một cái bệnh nến, cái sang hương của nó rất là đỏ nha. Những cái người nào mà da càng sáng thì nhìn thấy cái màu đỏ nó càng rõ. Được không nào? À, nhưng mà nếu mà giả sử như cũng là cái mảng này nhưng mà trên của da đen châu Phi thì sẽ thấy cái màu của nó sao? Nó rất là sọc. Các chị không? À. Rồi đây là cái dấu hiệu oxy, có nghĩa là khi mà em lộ hết